trộm xe máy, thanh niên bị người dân vây bắt, trói chặt vào lan can kè sông ở Hà Nội. Mới đây, một vụ cướp xe máy liều lĩnh phải nhận cái kết đắng đã xảy ra tại đường Kim Ngưu, thành phố Hà Nội. Theo chia sẻ của người đăng tải đoạn clip tại hiện trường, một thanh niên đang bẻ khóa dắt trộm chiếc xe máy thì đã bị những người xung quanh phát hiện tri hô. Đối tượng đã vội vàng bỏ chạy, nhưng chỉ sau ít phút đã bị người dân đuổi theo khống chế. Tên trộm đã bị bắt nằm úp mặt xuống đường, hai tay trói chặt phía sau vào lan can bờ kè sông để chờ cơ quan chức năng tới giải quyết. Đoạn clip nhanh chóng thu hút hơn 365.000 lượt xem sau ít giờ đăng tải. Bên cạnh những bình luận chỉ trích gay gắt hành động trộm cắp táo tợn vào ban ngày, xuất hiện một số bình luận cho rằng dù có sai cũng không nên trói bắt người ta đập mặt xuống đất như vậy. Trộm cắp giờ kinh thật, phố phường ban ngày ban mặt đông người như thế mà vẫn dám giở trò. Sao lại dại dột đi ăn trộm ở Hà Nội thế? Bao nhiêu vụ trộm bị chân bắt được rồi mà vẫn làm? Tuy là người này ăn trộm là sai, nhưng mình nghĩ người dân không nên trói họ như vậy. Ăn trộm thì chắc chắn sẽ bị xử lý, nhưng đó là việc của cơ quan chức năng. Mình nghĩ mọi người có giúp bắt thì cũng canh chừng thôi, chứ ai lại trói trúng rõ như thế. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những video mới nhất mỗi ngày nhé.